Ngày 11 tháng 5, Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình cho biết đơn vị này đang xác minh sự việc một nữ du khách tham gia tour thám hiểm hang động Big Mi tại Phong Nha. Kẻ bàng tố đã bị hướng dẫn viên công ty Jungle Boss Tours quấy rối lúc nửa đêm, ba lần đòi vào lều ngủ cùng. Trước đó, nữ du khách tên LPT viết bài đăng tải trên mạng xã hội với nội dung tố bị hướng dẫn viên của công ty Jungle Boss Tours chuyên vận hành tour du lịch thám hiểm tại tỉnh Quảng Bình quấy rối, ba lần kéo khóa lều đòi vào ngủ cùng lúc nửa đêm. Theo chị T, sau bữa ăn tối ngày 9 tháng 4, chị T và hướng dẫn viên tên NVT có ngồi nói chuyện với nhau. Trong cuộc trò chuyện, anh T nói mình có tình cảm với chị T dù anh đã có gia đình. Đồng thời, anh T cũng có những hành động quá mức với chị. Cảm thấy không an tâm, chị T trở về lều đi ngủ. Tuy nhiên, đến gần khuya, anh T đến vị trí lều chị T và tự ý kéo khóa hai lớp lều, thò đầu vào nhưng rất may chị kịp bật dậy, không cho vào. Chị T hốt hoảng và đuổi nam hướng dẫn viên đi ra ngoài, nhưng anh T tiếp tục lại gần lều hai lần nữa và bày tỏ mong muốn xin ngủ cùng. Ngay sau khi kết thúc tour, chị T đã thông báo sự việc với nhân viên công ty. Người của công ty đã đến nơi lưu trú của chị T, nói chuyện, xin lỗi chị và hứa sẽ xác minh giải quyết vụ việc. Sau đó, công ty này đã đăng tải thông cáo báo chí, hướng dẫn viên NVT thừa nhận đã có một số ứng xử, hành vi không đúng mực, vi phạm quy tắc nghề nghiệp đối với nữ du khách. Người này đã liên lạc qua điện thoại gửi lời xin lỗi tới chị, đồng thời xin nghỉ việc. Được biết, sau sự việc, công ty này cũng đã trả lại toàn bộ chi phí khám phá tour thám hiểm hang động Big Mi cho chị T.